chơi với người nhậu. Ở tuổi 30 lịch sử, cũng vui sẽ đạt toàn quốc trên cúp đường thành phố Chủ tịch Âu Sông Nguyễn Thái, ghi nhận lộ trình kỷ lục 30 dặm, dài 3.267 km, dọc theo chiều dài đất nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau và về đến thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 30 tháng 4 lịch sử. Những yếu tố nhất định đã xuất hiện ngay ở trận đầu tiên sáng 5 giờ, xác định ở ngoài thành phố Lạng Sơn. Bà Lai và Đồng Nai, ekip tự đánh giá thành phố ô của tỉnh Thanh Hóa, nhưng năm nay đã không lấy yếu thêm một với những tố du lịch lỗi do suy áp. Thank you.